cho cái xe gọn cho chú Bảo ấy. Các bạn ơi, mình đi ngang qua cái ngã tư An Phú ở Tiền Giang á, mình có gặp một chú bán vé số, thì thấy chú ngồi mà chú quấn cái bịch gì á, mình tưởng là chú quấn cái chân lại thôi, nhưng mà không phải. Thì mình cái chân của chú đấy bị lâu chưa chú? Nay cũng gần 3 năm rồi. Chú bị 3 năm rồi hả? Là đi bán được 3 năm rồi. 3 năm rồi, bị 3 năm rồi. Là cắt đến đâu chú? Cắt tới chỗ nào? Chú mở ra còn coi tí được không? Gà mở chưa không còn làm. Gà gì cũng bệnh dữ lắm mà. Có nghĩa là cắt tới đây luôn hả? À, cắt tới đó luôn. À. Đây là bán được không chứ đi nổi. Chú bị vậy là 3 năm rồi, cắt 3 năm rồi. À, 3 năm. Rồi. Bây giờ hiện tại chú đang ở với ai? Chú ở một mình. Chú ở một mình hả? Chú ở nhà trọ. Ở nhà trọ có mình hả? Nhà trọ chú gần đây không? Đây nè. Dạ. Yeah. Chú vợ chú đâu? Vợ thì ở dưới quê á. Vợ ở dưới quê hả? Dưới quê, vợ chết rồi. Vợ chết rồi hả? Vợ chú mất rồi, giờ chú ở là ở có mình thôi. À. Thế con cái chú có không? Con thì có chồng, theo chồng dưới quê chứ mà. Dưới quê, vợ công á. Ý là có một con gái mà cô ấy lấy chồng rồi đúng không? Lấy chồng rồi. Ê, chú bán vé số ngày này chú bán được nhiều không? Bán ngày có 200 vé. Này là chú bị bệnh gì mà người ta cắt chân chú? Hoại tử. Bị hoại tử hả? Trên nhà thương chợ nãy nó kêu là hoại tử. Là bị cách đây 3 năm rồi. Từ đầu là con nghĩ con mới nhìn thấy con tưởng cái này là cái chân của chú này. Không phải. nhưng mà là cái bọc để ngồi. Ý là ngồi cho nó im đúng không? Ngồi cho im phải không? Cái dạ. Ngồi ở đây nó đau trò lắm. Thế năm nay thì... năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Sao không? 61 tuổi. Yeah. Rồi chú đang ở nhà trọ ở đây à? Nhà trọ. Một tháng nhà trọ chú hết nhiều tiền không? Tháng 800. 800 hả? Chú ở một mình mà ở tháng 800 ngàn tiền nhà trọ. Vậy chứ ở đây mà có ai đâu, giờ còn bán được, cứ bán con ơi. Chứ mình giờ ở công thì cũng được rồi mà có lòng lắm. Trong người chú có bị ốm đau gì không? Không, cũng như bị đói, tự nhiên hồi đó đi xe đạp á. Đi xe đạp tự nhiên nó đau cái giò, cái tự nhiên nó xây qua hoại tử luôn. Đang đi xe đạp mà nó đau cái giò cái bị đau giò, tự nhiên lần nó xây bị đó luôn. Thế chú có hay về nhà không, về quê không? Tới mỗi một năm tới đám giỗ ông già có về một lần. Tới đám giỗ ông già mới có về được. Thế bây giờ chú đi bằng phương tiện gì? Chú đi bộ hả? Đi làm sao? Cái lăn hả? Qua đây bán. Cái xe lăn kia gì? Cái xe lăn ở bên kia đường cái gì? Con thấy rồi. Này, chú đi qua từ đấy qua đây chú đi làm sao? Đi cò cò à? Đi gì mà không vậy đó. Ông đi đây bên chỗ tay vậy. Chú đi thử cho con xem này. Cũng như phóng vậy nè. Cứ đi một chân vậy đúng không? Đi một chân nè, đi bằng một chân giò. Cứ hai chơi hai tay chống đường. Còn là một chân là bước. Có tay nắm đây nè, có đầu lố tay á. Chú thử đi cho con mấy bước thử coi chú. Thế trời mưa rồi. Thôi đi vào trong kia đi chú, vào trong kia đi rồi con tí nữa con mua hết vé số cho. Đi chú. Chú đi trước đi. Để con sách cho chú đi đi. Được. Rồi chú đi. Cho cái xe gọn cho chú Bảo ấy. Vào đây, chú vào đây đi. Cho cái xe.
Chú có đi chú cứ mò hoài vậy hả? À. À. Đi vậy á. Có xem cái hai cái bàn tay chú cái coi. Chú mò mò vậy. À phải chung vậy đi ra. Lúc nào về là chú mò qua bên kia chú à, chú đi lên xe lăn. À. Có cái xe lăn đang để bên kia. Ê, chú ở đây chú ăn uống sao? Ăn cơm tiệm à? Không có bán sáng là chiều vô nhà nấu cơm ăn. À chiều vô nhà nấu cơm ăn. À, chiều vô nhà nấu. Vô nhà tổ, nhà tổ, nhà tổ đến vô nhà nấu. Tuổi chú là nhà nước có hỗ trợ được gì không ta? Hả? Nhà nước có hỗ trợ cho chú không? Hồi đó thì không có hỗ trợ mà chờ có lãnh lương. À tháng được mấy trăm? Tháng năm bốn trăm mấy à? 450 hay là 308 còn nhớ là hình như 454. Rồi chú đi bán vé số. Lãnh tiền tháng mỗi tháng chỉ được 454. À một tháng là chú lãnh được 454. À cũng như nhà nước thì nó thấy vậy đó được mấy tặng. À. Thế chú còn phải nuôi cha mẹ già không? Không, còn làm tự làm mấy. Từ làm tan chứ cha mẹ già là gọi là mất hết rồi đúng không? Cha mẹ già mất hết rồi. Sao đâu có. Nhưng không, nhưng mà cha mẹ của chú là còn hay mất rồi? Hả? À, bố mẹ mà sinh ra chú là còn hay mất rồi? Còn bà già. Còn bà già. À, bà già nay 81 tuổi. À 81 tuổi. Chú có phải trợ cấp gì không? Hả? Chú có phải trợ cấp cho bà không? Trời em nội mình không đủ sống mà hả cấp gì đâu. Mình không đủ sống lấy gì mà. Báo trong gia đình thêm nữa. À. Chúng là giờ làm không đủ sống lấy gì mà nuôi bố mẹ đúng không? À, đúng rồi, giờ cuộc sống mình nuôi bản thân mình cũng chưa khỏe gì nữa ở đó. Dạ, chú bỏ cái nón đó đi cho nó thoáng chút. 62 tuổi. 61. 61 tuổi. Chú lên đây ở bán lâu chưa chú? Lâu rồi. Mấy năm rồi? Lên mà ở đây theo mà tính rồi từ ngày bán tới giờ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi? Ờ. Chú thường xuyên bán ở đây luôn hả? Ờ. À. Đây thì chú một bữa quán rồi tôi ăn tới ghé luôn bên kia. Bên kia Hồng Hoa, bên kia Hồng Hoa, bên kia Hồng Hoa, bên kia Hồng Hoa, bên kia Hồng Hoa. Thì con cái nó chú, con cái của chú có hỗ trợ được gì cho chú không? Không, giờ nó có gì ông nó lo chồng nó chứ đâu có lo gì vô mình được đâu. À. Mấy giờ có chồng có con thì lo cho chồng con, nếu đâu lo được cho chú đâu. Lo chồng con nói chứ nó đâu có lo được gì cho mình đâu. Dạ. Cái chân này của chú có bị gì không? Hả? Cái chân này có bị gì không? Không. Không bị gì đúng không? Ờ, chân này thì không có gì cứ đi được đó. À. Không có đâu đi nổi. Dạ. Đâu đó nổi. Dạ. Chú thường là một năm chú về quê mấy lần? 5 lần à, tới trăm chỗ ông già mới về. À, có một năm một lần. À, một năm có những năm có một lần học. À, một lần là tháng 4. À. Tới trăm chỗ ông già mới về. À, tới trăm chỗ là tháng 4 là về một lần đúng không? À. Ăn Tết thì chú ăn Tết ở đây luôn à? Ăn Tết đây luôn. Con cái nó không hỏi gì luôn? Thì chúng tôi chờ nó lo bằng ăn. Hỏi thăm mẹ hỏi thăm coi mẹ thôi mà. À. Vậy là cũng có điện nhưng mà điện hỏi thăm vậy thôi đúng không? À, cũng có điện mà điện hỏi thăm vậy. Nhưng mà có khi nào lên đây thăm chú chưa? Cũng có rồi, chứ nó thăm hết lần rồi. À lên mà lần. Có thăm cái trung điểm rồi nó mới ghé đây rồi. À. Nó không phải mà mỗi năm một ghé không có. À không có đi trung điểm đâu á. Có nghĩa là đi ngay đây đi đâu mà ngang qua đây là thấy. Đây nè, nó ghé rồi. Dạ. Chú có xài số điện thoại không? Hả? Chú có xài số điện thoại không? Có. Chú đọc cho con cái số điện thoại chú ơi. Chú tên gì nhỉ? À, Tích. Tích. Trần Thiên Tích. Trần Thiên Tích hả? À, Trần Thiên Tích. Trần Văn. Trần Văn Tích. À, dạ. Trần Văn Tích.
phân tích. Thành lớn đấy. Dạ. Chú lưu số vào trong máy hả? Chú ở nhà trọ đây có địa chỉ không? Dạ. Chú ở nhà trọ đây có địa chỉ không? Nhà trọ ở Bảy Bạch mà. Bảy Bạch hả? Dạ. Xuống có cái tâm bảo, xuống được chung cái tên mà. À. Có tâm bảo. Có nghĩa là tới cái ngã tư này là rẽ vào kia đúng không? Dạ. Từ đó thẳng qua bản luôn. À. Ngã tư này là ngã tư Lương Phú, ngã tư Lương Phú. Đi từ thành phố Chí Minh tới ngã tư Lương Phú là rẽ bên tay trái đúng không? À. Là vô đấy hỏi cái nhà trọ của bà Bạch. Bảy Bạch hả? À. Của bà Bạch, nhà trọ của bà Bạch. Rồi hỏi tên chú là chú Tích, đúng không? À. Số điện thoại 0349 0349 215 215 118 đều cần mượn 0349 151 118 rồi ok, đây là số điện thoại của chú Tích nha các bạn. Số điện thoại chú Tích đó. Chú Tích dạ. Chưa cái mấy cái tập số hôm nay của chú đâu rồi? Con mua ủng hộ chú một ít. Mấy số hôm nay chú cầm ạ. Còn thằng máy á. Còn con mua ủng hộ chú 10 vé nha. À dạ, cũng được. 6 chú lấy cho con cái này 2 tờ, cái này 2 tờ đi. Năm mươi ủng hộ chú 10 vé. Đây là 246 vé này. 6 vé mới đây là 2 vé là 8 vé này. 8 vé mới đây 2 vé nữa là 10 vé này. Rồi con mua ủng hộ chú 10 vé nha. Rồi. Dạ. Nếu mà Cảm ơn con. Còn nếu mà có ai mà giúp đỡ chú thì con sẽ liên hệ với chú qua số điện thoại của chú nha. Rồi con sẽ gặp chú sau ha. Cầm giùm mình cái chú có tiền thối không? Ô, sao không? Bán chú thối lại cho con. Tại bọn con là chủ yếu là đi quay để giới thiệu, còn nếu mà giúp là mọi người giúp và thường quân giúp, chứ bọn con này cũng nói chung là nhiều khi cũng khổ hơn khổ như cô chú vậy thôi. Đúng hết không? Đây, mua ủng hộ cho cô luôn này. Rồi con lấy mấy tờ đây, cần lấy chưa? 5 tờ luôn đi nè, 5 tờ Tây Ninh đó. Chia ra 2 tờ kia nữa, lấy 2 tờ kia nữa. Cô bao nhiêu tuổi vậy cô? Còn cả đống nữa, tại bọn con cũng không có đủ tiền, bọn con mua hết cho cô được. Mua ủng hộ mấy người mới ít thôi. Xuống con cất nhà cho cô luôn. Cất nhà cho. Rồi cũng tạnh mưa rồi thì con cũng đi sẽ đi đây. Rồi có gì hẹn gặp lại chú sau nha. Rồi chào chú nha. Dạ. Mưa ướt quá cho nên là chở giùm chú qua bên ngã tư các bạn. Để em chú leo lên xe làm sao? Cầm. À, chú lên xe đó, lên xe ngồi bên đấy. Rồi, chở chú qua bên kia, tớ đưa ông bộ qua.
ngồi xếp bằng. Đâu có biết là mất một chân đâu. Bye bye chú bán nha. À, chúc chú bán mò hết nha. Con chào bà nha. Dạ dạ. Có gì nếu mà có gì bọn con sẽ ghé thăm. Tới tới thì đi cho chú ngồi.